tận dụng diện tích gò đồi ở địa phương, những năm qua xã Hòa Ninh huyện Hòa Vang đã tập trung phát triển mở rộng diện tích trồng bưởi da xanh, loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, giúp nông dân tăng thu nhập đáng kể. Xây dựng thương hiệu bưởi da xanh trở thành sản phẩm đặc trưng địa phương theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, tức là OCOP là mục tiêu mà xã Hòa Ninh đang hướng đến. Đây là khu vườn trồng bưởi của ông Bùi Thông ở thôn Đông Sơn. Nhà có 2 hecta đất đồi. 3 năm trước, ông Thông quyết định chuyển đổi dành một nửa diện tích để trồng bưởi da xanh. Chỉ sau một thời gian ngắn, cây bưởi đã cho thu hoạch với hiệu quả kinh tế cao. Mình mới trồng mới cây này mới được cái ba nam thì nhưng mà cái hiệu quả thì rõ ràng là đất ấy mình ở đây cái đất này thì trồng cây bưởi cây có múi thì cũng rất tốt rồi cả. Rồi mình mới trồng ba nam thì mới ra trái búa thì nhưng mà mình thấy trái búa thì cũng có hiệu quả đó. Không riêng ông Thông ở thôn Đông Sơn này, nơi được mệnh danh là thủ phủ bưởi da xanh Hòa Ninh, đã có hàng chục hộ trồng bưởi với diện tích 27 hecta. Từ thành công ở thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh đã triển khai mở rộng diện tích tại một số khu vực khác. Và đến nay, toàn xã đã có khoảng 80 hecta bưởi da xanh, cung ứng hàng ngàn tấn bưởi ra thị trường. Để tạo sản phẩm đặc trưng của địa phương, xã Hòa Ninh đã xây dựng dự án chuyên canh và tạo thương hiệu bưởi Hòa Ninh. À, theo cái chương trình mà việc mà ở trên đi xuống chúng tôi là phải nói thực hiện rất tốt về cái tiêu chuẩn mà họ đặt ra ví dụ như là cái nguồn nước tưới phải là phải nguồn nước rất đợt rồi phòng trừ sâu bệnh là mình cũng là coi như là mình cũng dùng cái cái tính cách thủ công chứ không được là coi như là phun thuốc về cái chất lượng sản phẩm càng ngày được nâng lên và chúng tôi đang vận động bà con để thực hiện nghiêm theo cái tiêu chuẩn của Việt à, đã có cái đánh giá chất lượng và hiện nay còn thiếu một số cái tiêu chí à, đang vận động bà con để thực hiện đủ và chúng tôi sẽ hoàn thành cái cái bộ tiêu chí theo cái tiêu chuẩn Viêt kép để có cái công nhận về chứng chỉ Viêt à, đồng thời là cũng đăng ký cái nhãn hiệu hàng hóa đối với ô cốp đối với cái bưởi Hòa Ninh thì hiện nay chúng tôi đã đăng ký và đã có cái đoàn tư vấn về đánh giá cái ô đã về làm việc với chúng tôi. Bưởi đã ngọt trên vùng đất khác khô cần dưới chân núi Bà Nà. Cây bưởi ngày một khẳng định là loại cây phù hợp để phát triển ở vùng đất này. Thương hiệu bưởi da xanh Hòa Ninh rồi sẽ vang xa.